Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 20 tháng 7 năm 2023. Kính thưa quý vị, hiện nay nhiều vùng ở miền Nam Trung Quốc đang phải hứng chịu bão lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều thành phố và lở đất ở những vùng nông thôn. Đường phố biến thành một dòng sông và nhiều căn nhà bị cuốn trôi trong dòng nước lũ ở tỉnh Quý Châu, miền Nam Trung Quốc hôm vừa qua. Tại khu tự trị Quảng Tây gần đó, có 15 người dân thiệt mạng khi một số căn nhà bằng gỗ bị phá hủy vì mưa lớn ngày 19 tháng 7. Các vụ lở đất đã sập đường cũng được báo cáo. Các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và Quảng Tây dự kiến vẫn tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn kéo dài tới đầu tuần tới. Ở miền Nam Trung Quốc thường xuất hiện mưa và thời tiết bất ổn do không khí nóng ẩm ở phía Nam va chạm với khối không khí lạnh từ phía Bắc. Các cơn bão mùa hè có cường độ lớn và kéo dài hơn bình thường trong năm nay, với lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến ở mức cao nhất kể từ năm 1961 đến nay. Trung Quốc thường dễ xảy ra lũ lụt vào mùa hè, nhưng trong những năm gần đây, nguy cơ xảy ra thảm họa lũ lụt, động đất, mưa lớn gây ra sạt lở đất và núi ngày càng lớn do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước cho sản xuất điện, tưới tiêu. Biến đổi khí hậu cũng được xem là một trong những nguyên nhân gây ra các thảm họa thiên nhiên này. Hồi tháng 7 năm ngoái, hàng trăm người đã thiệt mạng vì lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Trịnh Châu, thành phố 12 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc. Mưa lớn cũng đang trút xuống vành đai công nghiệp ở Đông Bắc Trung Quốc, gây lũ lụt, nhấn chìm các con đường, xe cộ và gián đoạn giao thông diện rộng. Tại thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, có 7,9 triệu cư dân sáng nay nhận được khuyến nghị từ giới chức chỉ hoãn đi làm và hủy các hoạt động không thiết yếu vì thời tiết cực đoan. Một ngày trước đó, một số cảnh báo màu đỏ, tức là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo mưa bão 4 cấp của Trung Quốc đã được ban hành. Dữ liệu của cảnh sát giao thông cho thấy 60 đoạn đường bị ngập nước nghiêm trọng, 30 trường học đã bị đóng cửa, 15 học sinh và 2 tài xế mắc kẹt trong một xe buýt gần trường học ở khu vực ngập nước và đã được lực lượng cứu hộ đưa lên xuồng cao su. Cảnh báo nguy cơ lũ lụt cũng được ban hành tại tỉnh Cát Lâm, phía Bắc Liêu Ninh. Tại thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, giáp biên giới với Triều Tiên, một người đàn ông được ca ngợi lòng dũng cảm sau khi lặn xuống dòng sông cuồn cuộn nước để cứu vợ dù không biết bơi. Hai vợ chồng bị một số vết xây sát nhưng không bị thương nặng. Tôi thề kiếp sau sẽ vẫn lấy anh ấy, người vợ mỉm cười và nói với truyền thông. Trong 12 giờ tới, lũ sông vẫn tiếp tục dâng cao, dự kiến làm ngập đất nông nghiệp và các khu đô thị ở các thành phố Trường Xuân và Tứ Bình của tỉnh Cát Lâm. Liêu Ninh và Cát Lâm cũng là được dự báo sẽ chứng kiến nhiều trận mưa như trút nước trong những ngày tới. Ba tỉnh vùng Đông Bắc gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh được gọi là vành đai công nghiệp bởi tập trung nhiều cơ sở công nghiệp của Trung Quốc. Từ tỉnh Hà Bắc ở phía Bắc đến An Huy ở phía Đông có rất nhiều tài xế ô tô bị mắc kẹt vì động cơ chết máy trên những con đường ngập nước sâu do những trận mưa lớn trong tuần này. Trong tháng qua, Trung Quốc đã phải vật lộn với thời tiết khắc nghiệt. Từ sóng nhiệt đến lũ lụt lịch sử, các nhà khí tượng học cho rằng biến đổi khí hậu và cơn bão đầu tiên trong năm Cha Ba đã gây nên những hình thái thời tiết cực đoan. Kính thưa quý vị, trong một diễn biến mới có liên quan về thảm họa tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc bằng những trận động đất mạnh lên tới 6,9 độ Richter, kèm theo những mưa bão, lũ lụt, lũ quét và sạt lở liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua, không ngừng nghỉ, khiến hai nơi được cho là xinh đẹp nhất của Trung Quốc bị cuốn trôi dưới dòng sông Dương Tử. Hàng triệu người dân Trung Quốc tháo chạy sang Việt Nam để tránh nạn. Cụ thể, theo tờ báo Insider, sáng ngày 20 tháng 7 đưa tin, trong 2 ngày qua, hai huyện thuộc thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên lần lượt xảy ra 3 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter, 4,5 độ Richter và 3,2 độ Richter. Hai trận động đất ngày 19 tháng 7 khiến 14 người chết do bị đá văng trúng người và 68 người bị thương, 13.922 người đã được di tản khẩn cấp. Theo tin tức mới nhất, tính đến 9 giờ sáng ngày 20 tháng 7, thành phố này đã ghi nhận 14 người thiệt mạng và 68 người bị thương do động đất. Tại hai huyện Lô Sơn và Bảo Hưng, có 11 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tin tức trước đó cho biết, tính đến 6 giờ sáng cùng ngày, huyện Bảo Hưng có 14 người thiệt mạng, 34 người bị thương, huyện Lưu Sơn có 34 người bị thương. Tính đến 5 giờ sáng nay, 13.922 người đã được di tản khẩn cấp. Trước đó, vào sáng ngày 19 tháng 7, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đưa tin vào lúc 7 giờ 48 phút cho biết, huyện La Sơn tiếp tục xảy ra trận động đất với cường độ 3,2 độ Richter ở 30,39 độ Vĩ Bắc, 102,91 độ Kinh Đông. Tâm chấn sâu 18 km. Chuyên gia cho biết trận động đất 6,1 độ Richter ở Lưu Sơn là dư chấn của trận động đất 7,0 độ Richter năm 2013. Trước đó, huyện Lưu Sơn cũng xảy ra một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại vị trí 30,37 độ Vĩ Bắc,
và 102,94 độ kinh đông, độ sâu tâm chấn là 17 km. 3 phút sau, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra tại huyện Bảo Hưng với độ sâu tâm chấn là 18 km. Trong cuộc họp báo về trận động đất sáng ngày 19 tháng 7, chuyên gia nói rằng trận động đất 6,1 độ Richter ở Lô Sơn là dư chấn của trận động đất mạnh 7,0 độ Richter xảy ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2013. Hai tâm chấn cách nhau khoảng 9 km. Thiệt hại sau động đất, trận động đất 6,1 độ Richter hôm 19 tháng 7 đã làm hư hại nhà cửa của một số thị trấn và làng mạc thuộc huyện Lô Sơn và Bảo Hưng. Sihonet cho biết, vào tối cùng ngày, Văn phòng Thành ủy Giải An cho hay cả 14 người thiệt mạng đều bị đá văng trúng người. Theo các đoạn video được đăng tải trên Internet, người dân huyện Bảo Hưng đã chạy xuống khu vực đất bằng phẳng để tránh động đất. Trước đó, đá chân núi không ngừng lan xuống, một số ngôi nhà ở khu vực nông thôn của huyện Lô Sơn đã bị nứt, một số ô tô đã bị những tảng đá lớn làm hư hỏng nặng. Trận động đất đang nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng đại lục. Từ mấy ngày nay, các chủ đề liên quan đều đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và Baidu. Ngoài ra, theo số liệu do Điện lực Tứ Xuyên công bố, đến 9 giờ tối ngày 19 tháng 7, trận động đất mạnh 6,4 độ Richter ở Lô Sơn đã khiến cho một trạm biến áp 110 kV, 11 trạm biến áp 35 kV, một đường dây 110 kV, 4 đường dây 35 kV và 43 đường dây 10 kV đã ngừng hoạt động. Gần 50.000 hộ dân bị mất điện sau trận động đất, tất cả các chuyến tàu ga xe lửa thành đô đã ngừng hoạt động. Cũng trong thời điểm này, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc vào sáng ngày 19 tháng 7 dự báo trong 3 ngày tới, huyện Lô Sơn sẽ có mưa nhiều và gió giật mạnh. Trước tác động của các trận mưa và động đất, địa phương cần chú ý đến các thảm họa địa chất như sạt lở đất, sụt lún. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc sau bao ngày im hơi lặng tiếng, tuy nhiên vào tối ngày 19 tháng 7, truyền thông nước này đã buộc phải công khai sự thật rằng mưa to, gió lớn, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở cộng thêm động đất, sóng thần đã nhấn chìm và cuốn trôi hai địa điểm được cho là xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất ở Trung Quốc, đó là Tứ Xuyên và Hồ Nam. Ngoài ra, lũ trên các con sông ở thượng nguồn đổ về đây gây ra cảnh ngập lụt trầm trọng ở một số địa danh nổi tiếng, đặc biệt là địa danh mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những địa danh có niên đại lên đến 2.000 năm tuổi, nổi tiếng ở Trung Quốc và trên thế giới. Nhưng hôm qua, nó đã bị lũ lụt nhấn chìm trong biển nước. Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV còn cho biết, sau bao ngày chịu đựng những cơn mưa lớn kéo dài không dứt, sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang của Bắc Kinh, hôm vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử đã phải ra thông báo Hồng Thủy số 3, tức là trận lũ thứ 3 trên sông Trường Giang, con sông lớn nhất của Trung Quốc. Hôm 19 tháng 7, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn miêu tả chi tiết hiện mực nước trên con sông Trường Giang đã vượt mức báo động đỏ tới 2 mét. Tốc độ dòng chảy trên con sông được công bố là 50.000 mét khối trên giây, một trong những tốc độ dòng chảy lớn nhất thế giới. Hiện nhiều tuyến đê bao trên con sông này bị vỡ, khiến lượng nước tràn về quá nhanh, ngập toàn bộ các tỉnh của Tứ Xuyên, Hồ Nam, khiến cho khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn bị nhấn chìm trong nước lũ, thiệt hại hiện tại không thể đong đếm được bằng tiền. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết, trên thế giới chưa có một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc. Không phải vì tính chất nhân đạo, mà là do cách sống, cách đối nội đối ngoại của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình trong thời gian vừa qua đã làm cho thế giới mất lòng tin. Các nhà quan sát cho rằng, chỉ cần nhìn vào 14 nước láng giềng với Trung Quốc thì nước này đã ghi gây gổ, gây hấn, dùng vũ lực cướp bóc và xâm chiếm lãnh thổ tới 13 nước xung quanh. Thử hỏi rằng có ai có nước nào dám kết thân và chơi với cả Trung Quốc nữa hay không? Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Trung Quốc gặp hoạn nạn nhưng không có một ai và một nước nào ra tay giúp đỡ. Bởi vì họ lo ngại rằng giúp đỡ Trung Quốc xong, họ lại quay ra cắn lại thì biết làm sao. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, cơ quan đầu não và quan chức trong chính phủ của ông Tập Cận Bình ung dung ủ mưu đi xâm chiếm Biển Đông. Bằng chứng rõ nhất là vào ngày 19 tháng 7, trong đất nước của họ đang bị lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, thì chính quyền của ông Tập đã phát động cho hải quân của nước này ngang nhiên mang rất nhiều tàu chiến, tàu hải cảnh, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu mang theo vũ khí hạng nặng tiến hành tập trận bắn đạn thật quanh quần đảo Trường Sa. Ngay lập tức, chính phủ Mỹ đã lên tiếng phản đối Trung Quốc khi nói rằng Bắc Kinh đã quá tham lam vô độ khi không lo ứng cứu người dân trong lúc hoạn nạn đang xảy ra mà còn nghĩ kế xâm chiếm Biển Đông. Hành động trên của Trung Quốc được cho là thiếu nhân đạo và thiếu tình người.
Phát biểu trên tờ báo CNN News, một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho rằng lẽ ra chính phủ của Trung Quốc nên dồn toàn lực vào công cuộc phòng chống đại dịch và thiên tai, lũ lụt để giúp đỡ cho người dân thường vô tội. Nhưng ở đây, chính quyền ông ta lại không làm điều đó. Họ bảo mặc dân chúng, lũ về, mưa đến, họ mặc kệ động đất xảy ra, thì họ cho xả đập để nhấn chìm toàn bộ 26 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Vì vậy mà chính quyền của ông ta lại ngang nhiên đi xâm chiếm Biển Đông và gây gổ, đánh nhau đẫm máu với cả Ấn Độ, hành động trên quả là không thể chấp nhận và dung tha được. Đây chính là tội ác mà chính quyền ông Tập gây ra, cho nên bây giờ trời không dung, đất không tha. Mẹ thiên nhiên và ông trời luôn công bằng với mọi người khi ra tay trừng trị Trung Quốc để bảo vệ thế giới.